Không phải Đức Phật làm quý vị thành Phật, mà là chính quý vị. Quý vị có bên trong quý vị, và quý vị phải biết cách đem vị Phật đó ra làm việc cho quý vị. Tôi chỉ cho quý vị biết cách, nhưng không thể thiền giùm quý vị, không thể khai ngộ giùm quý vị. Bằng không, chỉ cần tôi khai ngộ và không ai cần làm gì hết. Quý vị là một cá thể tự do, một người con của Thượng Đế, một chúng sinh từ thiên đàng. Quý vị phải tự mình quyết định muốn khai ngộ chừng nào, và quý vị muốn dụng công bao nhiêu cho sự khai ngộ. Muốn nhớ lại đại ngã của mình nhiều chừng nào, thay vì mỗi ngày làm nô lệ cho thế giới vật chất này, và cho rằng sự vĩ đại của mình là từ thân thể phàm phu này. Phải nhớ rằng quý vị đến từ thiên đàng, phải nhớ rằng quý vị vĩ đại, phải luôn luôn nhớ vậy, mặc dù quý vị có thể không tin điều đó, bởi vì quý vị quá quen với bản ngã phàm phu thấp kém, đến nỗi không thể tin rằng quý vị là gì đó hơn là thân thể phàm phu này. Nhưng quý vị phải nhớ, tất cả các vị Phật đều nói quý vị có Phật ở bên trong. Tất cả minh sư nói quý vị có thiên đàng, thượng đế bên trong. Họ nói dối quý vị để làm gì? Đừng quên rằng quý vị vĩ đại, quý vị là Phật. Hoặc có lẽ chưa liễu ngộ Phật, nhưng quý vị là Phật và sẽ là Phật. Quý vị là như thế. Quý vị phải nhớ, dù tin hay không tin, quý vị phải luôn luôn nhớ. Tôi biết điều đó khó bởi vì quý vị bận rộn và quá quen với thân thể phàm phu. Nhưng quý vị phải nhớ.